Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, hôm qua thì Hồng Nhung đã gửi đến quý vị và các bạn tập 3 rất hấp dẫn của bộ truyện Tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh YouTube Chị Dậu. Và ngay hôm nay không chần chờ gì, Hồng Nhung xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, mời quý vị chúng ta bấm like, đăng ký kênh để theo dõi được sớm nhất những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này vào khung giờ phát sóng quen thuộc của ngày mai. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện trả thù người đã từng thương tác giả Phạm Kiều Trang thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Sau khi ăn xong, tôi đi rửa bát, còn anh ở trên nhà dọn chỗ vừa mới ăn cơm Lúc lên tôi đã thấy Quang cầm mấy bản thiết kế chung cư mà tôi vẽ đi vẽ lại suốt mấy đêm vẫn không ưng. Nghiêng đầu chăm chú xem xét. Mấy bản đó em vẽ hỏng anh ạ. Tôi cười cười. Đi lại bàn rót tranh một cốc nước. Quang lật thêm mấy trang nữa rồi mới bảo. Nhiều ý tưởng hay mà. Giữ lại sau này còn lọc đem ra đi thiết kế chỗ khác. Thế à? Em cứ nghĩ vẽ hỏng thì không dùng được nữa. Định vứt Đi. Đừng cứng nhắc như thế chứ Làm nội thất quan trọng nhất là ý tưởng Có thể chỗ này không dùng được Nhưng nếu đem sang không gian khác Lại trở thành điểm nhấn đấy Em cứ siêu tập bàn vẽ hỏng lại Anh mua hết cho Anh đừng nói là anh mua nhanh để em có tiền sửa nhà đấy nhá Ừ Đang nói em sửa nhà cũng thuê anh thiết kế mà Lúc đó thì tiền lại vào túi anh Không đi đâu mà tiền Thiết kế chung cư thì tôi làm được Nhưng thiết kế nhà máy ngói thì tôi chịu phải trình độ cao siêu như quang thì mai ra mới làm được Mà anh biết điểm yếu của tôi Nên bắt thóp ngay Làm tôi không muốn cười cũng phải cười Đúng là sếp tôi Đây là tư bản cao cấp chứ không phải tư bản cũ nữa Bóc lột nhân viên theo kiểu mới Bản vẽ của em Anh đem đi thiết kế kiếm tiền Xong rồi em lại phải nhớ anh thiết kế nhà em Cũng tốn tiền Thế là em tốn tiền nhân hai Biết thế thì em chăm chỉ vào Nhận nhiều hợp đồng Đẩy nhanh tiến độ làm việc thì mới rút ngắn được thời gian bị bóc lột. Vâng, em phục xếp rồi đấy. Xếp cứ từ từ bóc lột thôi, không đến lúc em chỉ còn có da bọc xương mất. Quang cũng bật cười. Anh đặt tập thiết kế lại lên giá sách, xong là nhìn tôi. Em ở một mình à? Vâng, em ở một mình à? Tôi không muốn nhắc đến bố mẹ nên chỉ nói đến đó. Quang cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ bảo tôi con gái ở một mình phải cẩn thận đấy lúc nãy anh thấy bản lề cửa bị bung vít nên bắt vít lại rồi tí nữa quán cửa cẩn thận rồi ngủ nhé à vâng ngại quá cái làm phiền anh hết đến việc này đến việc khác phiền gì đâu bệnh nghề nghiệp của anh đấy thế sau này em cũng phải cày cuốc hết sức để xứng đáng với bệnh nghề nghiệp của sếp mới được cảm ơn sếp ạ à. quang đứng dậy nhìn tôi sắc mặt anh rất ôn hòa Đôi mắt đen tấm của anh khiến tôi bỗng dừng đập thỉnh thịch. Ừ. Anh về đây, khoáng cửa nghỉ sớm đi nhé. Vâng, anh về luôn à? 10 giờ rồi, anh tranh thủ về làm nốt việc. Vâng ạ. Tôi đòi đưa Quang ra đến đầu ngõ nhưng anh không cho. Bảo chân tôi đau thì cứ ở trong nhà. Anh nhớ đường rồi, anh đi ra được. Anh nói thế thì tôi cũng không dám cãi lời nữa. Chỉ lặng lặng ở trong nhà nhìn theo bóng anh cho đến khi nghe tiếng ô tô nổ máy rời đi mới quay vào hôm nay việc có quang đến trung thu tôi cũng không phải đi làm thêm như những năm trước nữa nên tôi rất vui tôi tắm rửa xong xuôi leo lên giường định gọi điện tâm sự với ngọc không ngờ còn chưa kịp gọi thì đã thấy mình nhắn tin đến em ngủ chưa tôi không nhắn lại một lúc sau thấy anh ta nhắn tiếp anh vừa tới trước cổng nhà em thấy có người thì trong đó đi ra vì sợ anh ta lắm chuyện Lại bài lộ ra chuyện tôi với Quang Sau đó lại đến tai Yến Thế nên tôi đành phải trả lời Anh đến làm gì Trung Thu anh định đến Mang đồ thắp hương cho bà thôi Anh kia là người yêu của em à Anh đừng có nói vớ vẩn Người ta vào nhầm nhà Tôi không giống anh đâu Lật mặt nhanh như là sách thế tôi không theo kịp Em đừng giận anh nữa Anh biết là anh sai rồi anh chỉ mong em cho anh thêm thời gian nữa Công việc của anh ổn định rồi Anh sẽ chia tay với mi để về với em Mình yêu nhau 4 năm cơ mà Đâu phải nói quên là quên, đúng không em? 4 năm anh còn cắm sừng tôi được 10 năm thì có là cái gì? Thôi, anh không cần phải mua đồ tháp hương cho bà tôi mất công Bà tôi không dám nhận của anh đâu Anh biết là bây giờ em đang ghét anh Nhưng anh vẫn muốn nói anh còn yêu em Hơn một tháng anh đã suy nghĩ rồi Anh chỉ nông nổi thôi Chứ anh, người anh yêu vẫn là em Anh tưởng chia tay rồi anh sẽ quên em Nhưng mà anh không làm được Trước đây mỗi lần cãi nhau thường là tôi làm lành Hoặc khi nào giận quá thì mình mới nhắn tin giữa tôi vài câu Anh ta dỗ rất ngọt Nói mấy câu yêu tôi, nhớ tôi Thế là lại hòa Con gái mà Rất thích nghe người yêu mình nói những lời như thế nhưng mà bây giờ Anh ta có nói gì thì tôi cũng không tin Tôi không nhắn lại nữa Mà tắt luôn nguồn điện thoại Rồi chùm chăn đi ngủ Sáng hôm sau lấy thích ra bến xe buýt Bắt xe đi làm Vừa định chen lên thì thấy xe của Quang bấm còi phía sau Tôi ngờ ngác dừng lại Ngoái đầu nhìn thấy anh hạ cửa kính xe xuống Vậy tài nói với tôi Em lên đây Chỗ này cấm đậu xe Nên anh không xuống để đón tôi được mà lệnh xếp tôi lại không dám cãi với cả sợ công an bắt sai anh nữa nên đành giảm bước đi lại mở cửa ngồi vào xanh lại ở đây à nãy bên đường nguyễn văn huyên có tai nạn tắc cứng nên anh đi vòng đường này vừa qua đây thì thấy em vâng em đang định đi xe buýt đến công ty trên em đau thế mà vẫn chen được lên xe buýt à vâng vẫn trên được ạ hôm nay lại sắp khỏi rồi Chắc mai kia gì đấy là em tranh chỗ tốt Quang bật cười Sau rồi không nói gì nữa mà lái xe đến công ty Đi được một đoạn Tự nhiên tôi nhìn thấy hàng bán bánh mì Nên vội vàng bảo anh dừng lại Mở cửa xuống mua hai cái bánh mì Tôi một cái, anh một cái Lên xe cười tít mắt đưa cho anh Anh đưa em đi làm Nên em mời anh bữa sáng Anh ăn sáng chưa? Mày thế, anh chưa ăn? Quang cầm bánh mì trên tay tôi, cẩn thận để lên thành xe rồi mới tiếp tục lái đi. Lúc đến công ty mày vẫn còn sớm. Chưa có ai đến nên không ai nhìn thấy tôi và sếp đi cùng với nhau. Tôi ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu gặm bánh mì. Quang cũng vào phòng làm việc của anh. Không rõ con bánh mì tôi mua hay không, nhưng tôi thấy rõ ràng anh có cầm theo. Mà chỉ cần thế thôi là tôi cũng vui rồi. Trong lòng tôi đã có thay đổi rõ ràng nhưng tôi sợ nên cứ gạt đi Sau đó buổi chiều tôi cố tình về trước để tránh mặt anh Tôi sợ mọi việc tiến triển nhanh quá Quang sĩ nghi ngờ Với cả đàn ông thích phụ nữ khó nắm bắt được Nên tôi sẽ từ từ thả tính rồi lành ngừng Kiên nhẫn chờ đến khi anh thật sự cắn câu mới thù cần Thực ra chỉ mình tôi biết Trong lòng tôi còn một nỗi sợ nữa Một nỗi sợ mơ hồ Mà ngay cả chính tôi cũng không dám đối diện đó là sợ bản thân mình sẽ siêu lòng. Tôi đang trả thù, tôi không được mềm lòng, tôi luôn luôn phải tự nhủ mình như vậy. Hơn một tuần sau chân tôi lành hẳn, tôi với Quang cũng không nói chuyện riêng với nhau thêm lần nào nữa. Thỉnh thoảng đụng mặt ở công ty, thì tôi vẫn tươi cười và nói chào sếp ạ. À. Quang cũng gật đầu, trên môi cũng nở rắn một nụ cười nhẹ. Ừ. Cứ như thế cho đến nửa tháng sau công ty có một hợp đồng cần ký ở đà nẵng lẽ ra là chị tú trưởng phòng Vừa đi cùng sếp nhưng đột nhiên con chị ấy bị nhiễm khuẩn rota phải vào viện cấp cứu chị tú không đi được nên mới bảo với tôi an ơi mày đi cho chị với thằng cu nhà chị sốt với đi ngoài không cầm được chị không đi với sếp được cháu có sao không chị xét nghiệm chưa chưa đang nằm ở nhi đây sáng sớm mai đi rồi mà nó vẫn chưa hạ sốt Em đi thì đi được Nhưng quan trọng là sếp có đồng ý không Hợp đồng đó em có biết gì đâu Sợ lăng xăng vào mà không làm được việc Sếp lại nói cho Chị mail cho mày có hợp đồng Với cả bản vẽ của chị Mày cứ đọc qua rồi nghiên cứu Chị làm hết rồi Chỉ cần mày thuộc để thuyết trình cho khách nghe Thế là được Má ơi, giãn công ty lớn đấy Em mà quên thì sếp giết em chết Yên tâm Ai trước quang thì chị mày thừa biết Chỗ nào mày quên Quang sẽ tìm cách nhá Chị đi ký hợp đồng nhiều rồi nên chị biết Nhá Giúp chị đi Sao về chị mời trà sữa Em nghe trà sữa là thích rồi đấy Hai cốc Được luôn Nhưng mà chị nói với sếp chưa Em sợ sếp không đồng ý Nhân tài của phòng thiết kế Kiểu gì chả đồng ý Giờ mày cúp máy đi Chị gửi mail Xong chị gọi báo sếp Vâng ạ Cúp máy xong, tôi mở laptop lên check mail, rồi bắt tay ngay vào làm việc. Lúc sau thấy chị tôi nhắn tin bảo xếp đồng ý rồi, sau đó còn gửi cả mã vé máy bay điện tử cho tôi. Nghe nói chuyến đi này ký hợp đồng với một công ty xây dựng lớn. Họ làm dự án xây dựng các khu biệt thự liền kề ở ngay gần bãi biển Mỹ Khê. Nếu như công ty tôi trúng được hợp đồng lần này, kiểu gì cũng thu về được rất nhiều lợi ích. Nhất là danh tiếng và tiền về sau còn có tương lai nhận được nhiều hợp đồng từ các đối tác khác nữa. Sáng hôm sau, tôi mang hai quần mắt thâm như gấu trúc đến sân bay. Ngồi sảnh chờ gật ga gật gù. Đi cùng có xếp cùng một anh trợ lý nữa. Là các anh mà hôm đầu tiên tôi đến công ty. Mang hoa quả về cho mọi người Anh lòng thấy tôi ế oải như thế thì chiêu An tối qua đi chơi với người yêu về muộn hay sao đấy? Nhìn chẳng có tí sức sống nào cả. Đâu, Tối qua em tăng ca đấy chứ Tăng ca á à? Thì có nói phép Hôm qua anh về muộn nhất công ty đấy Em tự tăng ở nhà Chị tú bảo em nghiên cứu bản vẽ mà Thì anh nói với sếp trả tiền tăng ca cho em nhá Nghe nói làm thêm giờ là được 200% lương đấy Thôi đi cô nương Chuyến này mà ký hợp đồng Thì ta hồ được thưởng 200% lương tăng ca Không bằng 1 phần 4 tiền thưởng đâu Cố gắng thuyết trình cho nó tốt vào Em biết tiền thưởng cao Nên mới ngồi làm việc suốt đêm đấy Thôi anh sẽ tự cho em bổ sung tinh lực tí nào Tí lên máy bay nhớ gọi em đấy nhé Biết rồi Nhân vật quan trọng làm sao mà thiếu được Cứ yên tâm ngủ đi Khi vào đến Đà Nẵng anh sẽ gọi điện Tôi phi cười Nói với Long dăm ba câu nữa Rồi dục xuống ba lô Tranh thủ chợp mắt Quang thì ngồi cách tôi mấy hàng ghế Đang ôm laptop làm việc nên không để ý lắm đến tôi và anh Long. Mãi khi lên đến máy bay, chúng tôi mới có cơ hội trò chuyện với nhau mấy câu. Ghế của tôi ngay cạnh ghế anh, nên lúc máy bay cất cánh an toàn xong, quang mới hỏi: Bản vẽ của tú em đọc có hiểu không? Có, em nghiên cứu rồi. Mấy biệt thự liền kề đó đa phần thiết kế giống nhau, nhưng để không gian khác biệt, thì nội thất bên trong thiết kế việc khác hoàn toàn. Tối qua em có vẽ thêm mấy bản nữa Tí nữa vào đến nơi em đưa cho anh xem ạ Em vẫn còn thời gian để vẽ thêm á Mãi tối qua mới thấy tu báo lại với anh Vâng Em tranh thủ làm nên chỉ làm được sơ sơ thôi Tí nữa vào đến Đà Nẵng Em sẽ sửa lại cho hoàn chỉnh hơn Mai mới đi gặp đối tác anh nhỉ? À? Ừ Chiều mai mới gặp Em cứ làm đi Có gì cần hỏi thì hỏi anh nhé Vâng ạ Nói được đến đó thì mắt tôi díu lại Nhìn sang cũng thấy Quang đang ôm laptop làm việc chứ không nói gì nữa Thì là tôi nhắm mắt ngủ luôn Mãi khi loan trên máy bay thông báo sắp hạ cánh xuống sân bay Tôi mới giật mình tỉnh dậy Vừa mở mắt ra Đã thấy đầu tôi dựa ẩn vào một bên cánh tay anh Còn Quang thì nãy giờ chỉ đánh máy tính bằng đúng một tay phải Tay kia không hề cử động Mà cứ để tôi dựa vào Ôi em xin lỗi ạ Tôi dối dít bật dậy Ngồi thẳng người Đỏ mặt không dám nhìn thẳng anh Quang thì khẽ cười Anh bảo tôi Không sao đâu Nhân viên tăng ca vất vả Cho dựa tí để bổ sung tinh lực Mai thuyết trình cho tốt Tôi cứ tưởng nãy nói chuyện vanh long Quang không nghe thấy Giờ anh trêu thế mới biết Hóa ra tôi có gì cũng đều lọt hết vào tay anh Tôi ngượng ngập ngái đầu Vâng Em sẽ cố gắng xếp ạ à? Xuống đến sân bay Đà Nẵng Chúng tôi bắt taxi di chuyển đến khách sạn Salem ngay ven sông Hàn. Vì xếp ở riêng một phòng, tôi và anh Long lại không ở chung được, nên mỗi người thuê một phòng nữa. Tổng cộng là ba phòng khác nhau. Nhận phòng xong tôi cũng chẳng kịp ăn uống gì mà mở máy tính lên làm việc luôn. Vừa đầu làm quên cả ăn. Mãi cho đến quán giờ trưa. Quang gọi điện đến tôi mới giật mình nhìn đồng hồ. Alo à? Xuống dưới tầng 2 chưa trưa đi em. À vâng, em xuống ngay đi ạ. Các anh mời chưa ạ? Chưa, đang chờ em đây. Em xuống đi. Vâng. Tôi xuống đến nơi đã thấy mọi người lấy thức ăn ngồi chờ sẵn rồi. Quang đưa cho tôi một chiếc đĩa, thìa và một chiếc bát nhỏ và bảo. Không biết em thích ăn gì nên chưa lấy. Em muốn ăn gì thì ra lấy đi, rồi qua lại đây ăn nhé. Bọn anh đợi. Lần đầu tiên ăn buffet mà có người lấy sẵn đĩa và đồ dùng cho tôi. Tôi hơi xúc động nói cảm ơn rồi quay ra đi lấy đồ lúc quay lại đã thấy chỗ của tôi để một ly nước cam anh long nói đùa làm gì mà mặt nghẹt ra thế nước cam anh lấy đấy chưa ai uống đâu à tưởng sếp lấy á tôi đỏ mặt ngồi xuống lắc đầu không ạ à, cảm ơn anh long nhé ký xong hợp đồng em ấy uống nước dừa xiêm có mời cả sếp không đấy có chứ ạ à, mời cả hai luôn Nước dừa trong này ngọt lắm Lần trước em vào Ngày nào cũng uống Trước ăn vào trong này rồi Vâng Trước em làm công ty cũ cũng hay được đi các nơi Ngành xây dựng nên phải đi suốt Vất vả mà lương thì thấp Chứ không được như công ty mình Thế thì chọn đúng nơi để chọn bàn gửi vàng rồi đấy Công ty mình được cái xếp trả lương thì không ai chê được Tôi biết anh lòng nịnh xếp nhưng đúng là lương ở công ty này cao hơn công ty cũ của tôi thật. Hơn nữa, sếp còn dễ tính nữa. Thế nên khẽ lướt canh giờ gật gù. Vâng. Đầu quân xong không muốn chuyển nhường nữa. Mong sếp chịu nhận em làm đủ 10 năm. Mà lâu hơn nữa thì càng tốt ạ. À. Nghe tôi nói thế, Quang mới lên tiếng. Chỉ sợ chưa làm đủ 10 năm em đã chạy rồi. Tư bản thích bốc lột mà. Em tình nguyện chịu bốc lột sếp ơi. Lần này cả anh và anh Long đều cười Tôi cũng cười tít mắt Ăn uống xong xuôi Ai về phòng đấy Tôi cũng chẳng có thời gian ngủ Nên lại cắm đầu vào làm Cả một ngày đầu vào Đà Nẵng Tôi chẳng đi nổi đâu Mà cả ngày chị ở ly trong phòng Đến bữa thì xuống tầng 2 ăn Đến đêm Tôi định làm kịp để mang sang cho Quang xem Nhưng cuối cùng vẫn làm không nổi Thế là 10 giờ đến lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh Sếp ơi, anh ngủ chưa? Rất nhanh đây thì anh trả lời lại. Chưa, sao thế em? Em chưa làm xong anh ạ. À. Còn buổi sáng mai nữa. Mai em đưa anh rồi được không? Được. Em còn làm những chỗ nào nữa vậy? Em còn sửa mấy chỗ ở căn F và căn Z, dãy năm ạ. Các biệt tự khác em làm xong cả rồi. Chỉ còn mỗi hai căn này là chưa hoàn thành được thôi ạ tôi cứ tưởng quang bảo sẽ gửi mail cho qua anh xem thế nhưng cuối cùng anh lại gửi cho tôi một tin chẳng hề liên quan gì đến công việc anh nhắn nghỉ ngơi một tiếng rồi làm tiếp đi ăn đêm đi thế nên tôi bình thường người ta sẽ nói đi ăn đêm đi nghỉ ngơi một tiếng rồi làm tiếp nhưng anh lại nói ngược lại như thế làm tôi có cảm giác ý chính của anh là tôi cần nghỉ ngơi sau đó ý tiếp theo mới là ăn đêm vốn lúc đầu tôi muốn từ chối Thế nhưng cuối cùng nhận ra Quang chỉ đang quan tâm tôi đúng trong giới hạn của sếp viên nhân viên Thế nên tôi đồng ý Tôi sửa soạn một lúc Lát sau mở cửa ra bên ngoài Để thấy anh đứng ở hành lang chờ sẵn Quang gõ cửa phòng Anh lòng mấy tiếng Mà bên trong không có đồng tính gì Cuối cùng đành phải quay sang bảo thôi Không biết nó ngủ chưa mà gọi mãi không được Đếm thử gọi điện thoại cho anh ấy xem Tôi gọi phải đến 5-6 hồi chuông mới thấy anh lòng nghe máy. Ở đầu dây bên kia Tiếng nhạc sập sình điếc cả tai Tôi nói ba lần mà anh ấy không nghe được Thế là hết òm tỏi Anh đang ở đâu đấy Anh đang đi chơi với bạn Sao thế Có ở xa không Có đi về ăn đêm với em cả sếp không Ôi không nói sớm Anh đang ở xa lắm Thôi em với sếp cứ đi ăn đi Tí anh về Vâng Cúp máy xong Tôi nói lại nguyên văn lời anh Long Quang không nói gì chỉ cười Ừ. thế anh em mình đi ăn đi ăn ở đâu được hả anh em chỉ biết ở đây nước dừa ngon thôi chứ không biết chỗ nào ăn đêm cả em có sợ bẩn không tôi nghĩ mấy giây giờ kiên quyết lắc đầu không ạ em là con nhà nghèo từ bé mà ừ thế ra chợ đêm đà nẵng nhé cách đây có hơn một cây thôi ngay dưới chân cầu rồng vâng được ạ Thế là hai chúng tôi lóc cốc ra đường bắt taxi đến chợ đêm Đà Nẵng. Thành phố này nghỉ ngơi rất sớm. 10 giờ đêm ra đường đã thấy các hàng quán bắt đầu dọn dẹp để nghỉ cả rồi. Không hề giống Hà Nội nhộn nhịp của chúng tôi. Lúc tôi và anh đến chợ đêm cũng vậy, lác đác hàng quán cũng đang dọn đồ. Chỉ có mấy tiệm đồ hải sản thì vẫn còn nhộn nhịp. Thơm nước mùi đồ nướng. Quang dẫn tôi vào một quầy ven đường, chỉ vào tầng khay hải sản tươi gió rồi bảo. Em biết chọn đồ tươi không? Có ạ em thích ăn gì thì cứ chọn nhé Anh ngồi trong kia đợi Vâng Thế Em không ăn Tôi chọn hai con tôm hùm nhỏ chiên bơ Một đĩa bánh thuộc nướng Lúc người bán hàng hỏi tôi có ăn mực không Dù thấy mực ngon nhưng tôi vẫn nhất quyết bảo không Mãi lúc sau Khi đến bàn của Quang rồi Anh mới đẩy một cốc trà chanh to bự về phía tôi rồi hỏi Anh thấy mực tươi mà xem không ăn anh muốn ăn mực ạ? À? Không, em muốn ăn. Cái ông này thật là, lúc nào cũng chỉ cần nhìn mặt tôi là biết thừa tôi muốn gì. Tôi cũng dần dần quen rồi nên không còn ngường như trước nữa, chỉ cười và đáp. Ngày mai đi ký hợp đồng, không ăn mực để không bị đen đi anh ạ. À. Ký hợp đồng mà thành công xong, em mời anh đi ăn mực nhé. Em không sợ, đến cuối tháng bánh mì còn không có mà ăn nữa à? Trưa thì hứa mời long Tối thì lại bảo mời anh Lương tháng này có đủ không đấy Nếu được thưởng hợp đồng lần này thì chắc là đủ ạ à? Em tính rồi Tăng ca không bằng đi ký hợp đồng Thế nên chúc hợp đồng của chúng ta ngày mai kế thành công Để em được thưởng nhé Tôi vừa nói và cầm cốc trà chanh lên Làm động tác mời cũng ly với anh quang cũng bật cười Lần đầu tiên tôi thấy anh đang ngấu chỉ như tôi Khi đang cầm cốc trà của mình lên để chạm cốc Anh nói Chúc em kiếm được tiền thưởng Cảm ơn sếp Hai chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện Xử lý xong hai con tôm cùng một đĩa bạch tuộc Thì bụng tôi cũng no bèn Nhìn đồng hồ nãy giờ cũng chưa đến một tiếng Thế nên định nói chuyện với anh thêm lúc nữa Cho đủ thời gian rồi mới về Tự nhiên tôi rất lưu luyến cảm giác được ở riêng với anh thế này Cứ thoải mái dễ chịu làm sao ấy Anh ăn ít thế Đoán không hợp à Không Lúc tối anh ăn no rồi thấy em ăn có vài miếng nên là anh mới gọi em đi ăn em muốn ăn thêm gì nữa không không ạ à, em no lắm rồi đúng là lúc tối tôi vội nên chỉ ăn qua loa vài miếng với cả ăn buffet nhiều nên cũng chẳng thích tí nào tôi không nghĩ là quang để ý cả những việc như vậy anh tình thế đến nỗi chẳng nhắc tôi ăn thêm trong bữa ăn mà đến đêm mới gọi tôi ra đây Tôi thích nhất là ăn đồ nướng đấy Ăn no rồi thì nghỉ ngơi một tí đi Tí nữa là phải về chịu sự bóc lột của tư bản đấy Sếp cho em ăn no, uống no rồi Sếp có bóc lột thì em đồng ý cả hai chân hai tay thôi à Anh kia yên tâm Em không tố cáo lên sở lao động thương minh xã hội đâu Tôi vang vấp đời từ nhỏ Nên nói chuyện với người lạ rất có nhiều kinh nghiệm Nói chuyện với sếp cũng thế Tôi chẳng đếm được từ sếp to, sếp nhỏ xếp công ty đến xếp cửa hàng, thậm chí là xếp một quán vào đầu đường. Tôi đã tiếp xúc qua bao nhiêu người rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi được gặp một người xếp như Quang. Một người chẳng bao giờ đề cao thân phận mình, mà cứ giản dị dễ gần. Làm tôi thoải mái như thế. Quang cười, một nụ cười rất nhẹ theo thói quen của anh. Nhưng ở nơi này, bỗng dưng lại khiến tôi thấy anh đẹp trai khó tả. Ừ. Thế thì về làm việc thôi Tôi đỏ mặt giả vờ ngoảnh đầu đi chỗ khác, ấp ống đáp. Vâng. Về đến phòng, anh bảo đỡ anh về phòng tắm xong rồi anh sang xem bản vẽ. Sang chỗ nào thì đánh dấu sửa luôn. Ngày mai cho đứa cập dập. Tôi thấy thế cũng đúng nên gật đầu đồng ý. Xong cũng vào phòng đánh răng sạch sẽ để đỡ mùi hải sản. Sau đó bật sẵn laptop chờ anh. 15 phút sau, quang sang. Tóc anh vẫn còn ướt vì vừa tắm xong nhưng người thì vẫn ăn mặc lịch sự Quần bò áo thun Muộn rồi mà vẫn không xề xòa một tí nào Anh không đóng cửa Mà theo tôi đi thẳng vào trong Vừa ngồi xuống bàn Đã bắt tay vào làm việc luôn Anh chăm chú nhìn mấy bản vé của tôi Không biết nghĩ gì mà co mày nghiên cứu rất kỹ Lát sau mới cầm chuột đánh dấu vào những chỗ tôi làm chưa đạt Em thấy chỗ này không? Chỗ này hơi trống Lại nhìn xuyên được vào vòng ăn Mình nên đặt một bức vách thạch ca hoa văn chỗ này Vừa có thể che chắn được bếp Mà vẫn rất thoáng nhà Vâng đúng rồi ạ Anh nói em mới nghĩ ra Còn nhà F với nhà E Em muốn sửa chỗ nào Tôi cầm bút chỉ vào màn hình và bảo anh Đây ạ Mấy chỗ này em không biết thiết kế thêm gì cho đỡ trống Nhìn hơi đơn điệu quá nhỉ Đặt bàn uống trà kiểu hiện đại thì sao Anh thấy gần cửa sổ hướng ra biển Nếu bàn trà thì là hợp lý hai chúng tôi ở riêng một phòng nhưng không ai có tư tưởng bất chính mà chỉ tập trung vào làm việc và làm việc ngày mai có hợp đồng quan trọng tôi đang cần tiền còn sếp của tôi thì cần thành công dù mục đích khác nhau nhưng điểm chung là phải thuyết phục được khách hàng cho nên ai cũng đều nghiêm túc quang chỉ ra những điểm sai của tôi sau đó tôi ôm laptop ngồi vé lại thế nhưng chắc do cả ngày mệt nên tôi chỉ nhớ được mình vé một lúc sau đó mắt cứ díu lại rồi chẳng biết ngủ quên từ lúc nào đến nửa đêm tôi tỉnh lại thì thấy cửa phòng vẫn mở tôi thì gục xuống bàn trên người đồ đắp một chiếc chăn mỏng nhìn quanh không thấy quang lớn laptop đâu ý nghĩ đầu tiên của tôi về anh là về phòng còn tôi ngủ quên nên việc trộm vào lấy máy tính đi rồi nghĩ đến việc bị mất laptop mất sạch tài liệu cho ngày mai thì sống lưng tôi lập tức cứng đờ Vừa định chạy ra cửa đi tìm Thì bỗng nhiên thấy ngoài ban công có thấp thoáng ánh sáng mờ mờ Nhìn kỹ Mới phát hiện ra có người đang ngung laptop làm việc ở ngoài đó Tôi tiếp tục cục xuống bàn Nhưng mắt thì cá rán ra sau cánh cửa kính bên ngoài ban công Quang đang tập trung vẽ Mà không cần chuột tay Cũng chẳng cần bàn Chỉ để laptop của tôi lên chân rồi chăm chú làm việc Tôi phục anh thật đấy tôi học kiến trúc bao năm mà còn chẳng vẽ không chuột được được làm thiết kế lại càng không thể không cần chuột thế mà anh vẫn vẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra anh đúng là còn giỏi hơn ông sư phụ của tôi công ty cũ hẳn 10 bậc đây mới chính là nhân tài ẩn mình trong thế giới thiết kế này tôi không ra ngoài tìm sợ phiền anh làm việc với cả nửa đêm nửa hôm thế này biết nói chuyện gì với nhau gặp nhau lại càng ngờ ngùng thêm Thế nên tôi cứ cuốn tay lên bàn rồi cứ thế nhìn anh qua khung cửa kính. Lát sau thấy tay đau đau mới phát hiện ra mình tì lên con chuột nãy giờ. Thảo nào xếp của tôi ngoài ban công không dùng chuột. Hóa ra tôi ngủ đè vào con chuột nên anh không lấy được. Không hiểu sao lúc đó tôi lại khá cười. Sau đó là một việc điên rồ nhất trong đời. Đó là ngồi cả đêm để thức ngắm anh. Quan điểm của tôi trước thế nào thì sao vẫn vậy? Đàn ông đẹp nhất là khi nói về lý tưởng. Còn đàn ông quyến rũ nhất Là khi chuyên tâm làm việc Nhất là trong đêm thế này Dưới đèn mờ mờ của laptop Quang trong mắt tôi lại càng đẹp trai thêm Đẹp trai đến mức tôi không thể cưỡng lại được Cứ mở mắt thao láo ngắm anh suốt đêm Đến khi trời bắt đầu hừng sáng Tôi mới giả vờ hắng dòng tỉnh dậy Tôi chậm chạp đi ra ngoài ban công Làm ra vẻ ngái ngủ ngạc nhiên hỏi Sao anh lại ngồi ngoài này? 4 giờ rồi anh không ngủ à? Anh đang tranh thủ làm nốt chỗ này Gần xong rồi Tôi ngó vào màn hình Thế Quang đã sửa rất nhiều chỗ trong các bản vẽ của tôi Thậm chí cả bản của chị Tú Những chỗ anh sửa Đều là những chỗ nên sửa Sửa xong không gian lập tức trở nên thoáng đáng và rộng rãi Còn rất đẹp Nhìn vào mới biết Là trình độ của anh đúng là cao hơn cả tôi nghìn lần Cao hơn sư phụ của tôi cả chục lần Tôi sách dép chạy theo anh Mười năm cũng chẳng kịp anh sửa giúp em rồi à? Ngại quá, việc của em mà xếp lại mất công làm. Sợ em báo cáo lên sở lao động thương minh xã hội, nên phải thức đêm để làm đấy. Quang nửa đùa nở thật, sau đó can cho S để lưu lại. Cuối cùng đứng dậy đưa laptop cho thôi. Vẫn còn sớm, em ngủ thêm tí đi. Sáng mai khoảng 8 giờ dậy là được. Đọc kỹ là một lúc cho thuộc rồi chiều đi gặp khách hàng. Vâng, anh cũng về nghỉ sớm đi ạ. À. Em cảm ơn anh. Ừ. Anh về đây, em khóa cửa cẩn thận nhé. Sau khi Quang về phòng rồi, tôi đóng cửa nằm trên giường. Nhưng mà lăn lộn đi lăn lộn mái không sao ngủ được. Mà mỗi khi không ngủ được, tôi lại hay gọi cho một nhân vật cực kỳ thích gào lên trong điện thoại. Thế là bất chấp mới hơn 4 giờ sáng, tôi đã bấm điện thoại gọi cho con Ngọc. Alo. Lần này giọng nó không ngái ngủ như tôi tưởng tượng, mà đang thở hồng hộc. Làm tôi liên tưởng cực kỳ xa xôi Ôi, gọi đúng lúc mày đang làm việc đấy à? Xin lỗi nhá, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Tiếp tục cái tiền sư mày, ta đang chạy bộ. Gì cơ? Mày chạy bộ tập gym á? Ờ, tập gym. Thế nên mới ngủ từ 8 giờ tối để giữ sức, giữ dáng để dậy tập đây này. Mày không biết à? Cơ thể phải đẹp thì mới hấp dẫn được đàn ông. Tao đẹp thì ta bảo mấy thằng rùa vàng đại gia đấy. Thôi tao xin mày đấy, thức tỉnh đi cho tao nhờ, trên đời này còn anh nào vừa đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc Lại vừa đại gia Xem phim ngôn lù nữa ít thôi Thì trước tao cũng không tin Nhưng từ khi gặp sếp mày Thì tao tin rồi Ông qua nhà mày không phải vừa đẹp trai vừa đại gia là gì Đi con Audi 8 tỷ còn gì nữa Gì Cái xe Audi trắng của lão ấy 8 tỷ đấy Ôi mẹ ơi Con này ngơ thế không biết xe xếp mày loại gì á Kế hoạch tán tỉnh kiểu gì mà xe xếp đi bao nhiêu tiền còn không biết À biết được Chỉ thấy nó đẹp với sang thôi chứ biết bao nhiêu tiền để làm gì Ờ à, Thế tao nhấn mạnh cho mày biết nhá Xe xếp 18 tỷ Xếp mày mới đúng là rùa vàng Nhanh lên Câu mạnh vào không con kia nó hút mất đấy À Nói đến mới nhớ Hôm Trung Thu ta hỏi ông Quang không về sớm đi chơi với người yêu à ông ấy bảo là anh chưa có người yêu Ơ ờ, Lạ thế Hay là ông ấy không phải người yêu con Yến thật Trung thu mà cũng không đi với nó Không Ông ấy ở nhà tao ăn cơm đến 11 giờ đêm mới về Khỏi phải nói Con Ngọc vừa nghe xong thì hét ầm lên trong điện thoại Vừa lùm tòa đến nỗi tôi suýt điếc hết cả tai. Gì cơ Ở nhà mày ăn cơm á Có đưa nhau lên giường không Vừa va vừa vẩn Ăn cơm bình thường thôi Ờ thì ta hỏi là đưa nhau lên giường nằm xã giao thôi Chứ có ai nói gì đâu Tiệt sư mày Qua lại chuyện chính đi Thế ta đoán có hai khả năng Một là con nến yêu đơn phương ông ấy Hai là nhà nó có quen biết Nên nó mới được phép đến công ty ông Quang Hai nữa là ông ấy cũng có ý định chăn mày Nên nói dối chứ có người yêu Ừ ta cũng nghĩ như thế Nhưng mà tiếp xúc mấy tháng nay Thế ông này là đứng đắn thật sự đấy Tao với ông ấy đi công tác trong Đà Nẵng Ông ấy thấy tao không thích ăn buffet Nên 10 giờ đêm rủ tao đi ra chợ đêm ăn đồ nướng Xong lúc về làm việc Tao ngủ quên Ông ấy đắp chăn cho tao Xong lại ra hành lang làm nốt việc cho tao nhé Kiểu như sợ làm việc trong phòng là làm tao thức ấy Ông ấy vừa mới về phòng thôi Thế nên tao mới gọi cho mày vào giờ này đi chứ Cái gì? Mày đang kể chuyện ngôn tình đấy à? Đời này làm quá cho đàn ông là như thế bớt giỡn bớt giỡn đi má không tin thì thôi ơ ờ, mày nói thật đi à thật chứ đùa tao thề luôn hay là ông ấy thích mày rồi tôi dùng là chính câu mỉa mai của con ngọc để đáp lại nó bớt giỡn bớt giỡn đi má thật đấy tao chưa gặp kiểu người như thế bao giờ hay tao bỏ việc sang làm mày nhá Ông Quang như thế đúng là xếp trong truyền thuyết Mà đứa nào cũng muốn làm nhân viên ấy Ta bỏ việc đây Thôi đi đừng có đùa nữa Mày thấy ông ấy thế nào Tao thề nhá Ông ấy quá được Lịch sự Nói năng thì nhẹ nhàng Biết điều Biết quan tâm cấp dưới Tinh tế Không vô vập sỗ sàng Có thang điểm mới Thì tao chấm 10 Thang điểm 100 Tao chấm cho 100 hơn đứt cái thằng là bà Minh của mày Lẽ ra mày nên bỏ nó sớm Thì mới gặp được người tốt sớm Ừ Nhưng tao nghĩ mãi vẫn không hiểu Mối quan hệ của ông ấy với con Yến là gì Đơn giản thôi Mày tìm cơ hội hỏi xem Tốt nhất là cơ hội ở trên giường Lúc làm sao mệt lửa người Gối đầu lên tay láo Rồi thủ thì hỏi thử xem <laughs> Tiền sử mà Biến đi con dây cụ Tôi chửi xong thì cúp rụp máy. Trước khi ngắt máy còn nghe thấy đầu dây bên kia còn ngọc phán lên cười. Lúc vứt điện thoại sang một bên, mặt tôi vẫn còn đỏ như gấc. Bình thường nó trêu đủ kiểu không sao, thế nhưng hôm nay cứ tưởng tượng ra chuyện đó với Quang, tôi lại xấu hổ thế nào ấy. Nói chung là không diễn tả được. Tôi nằm một lúc, không ngủ được nữa, nên dậy đọc lại các bản vẽ, với cả dọn dặn làm một bài thuyết trình để nói trước khách hàng. Tôi ngồi lì trong phòng Ôn đến tận 10 giờ sáng mới thò đầu ra Sau đó cùng anh Long sang phòng quang Đọc lại một lượt cho hai người nghe Chúng tôi phân chia nhiệm vụ rõ ràng Mỗi người một công đoạn Đến khi cả ba đều nói năng trơn tru rồi Thì cũng đến giờ ăn cơm Ăn uống xong xuôi Lại tranh thủ nghỉ ngơi thêm một lúc Rồi mới sửa soạn đi gặp khách hàng Trước khi đến công ty của đối tác Lúc xuống xe Tự nhiên Quang nói với tôi Trước em thuyết trình lần nào chưa? Tôi gật đầu, tay vẫn ôm chặt laptop nhìn anh. Rồi ạ, nhưng hầu như là các lãnh đạo nói. Em chỉ nói sơ sơ. Hôm nay mới là lần đầu em được thuyết trình chính đấy ạ. Ừ. Anh bước xuống xe, đi lại gần tôi rồi đồng viên. Ánh mắt anh vẫn sâu không thế đáy. Thế nhưng bây giờ bỗng nhiên lại làm tôi có cảm giác yên tâm hơn rất nhiều. Đặc biệt là giọng nói của Quang rất có khả năng truyền cảm hứng Không phải sợ Nhớ cái gì thì nói cái đấy Nếu quên thì bỏ qua Bản vẽ của em đẹp và phù hợp với tiêu chí của khách hàng Nhớ chưa? Dạ em nhớ rồi ạ Nếu thành công Tiền thưởng lần này cho em hẳn một nửa Tôi là người thích tiền Thích đến mức Đã có công việc tử tế rồi Mà vẫn lăn ra đi làm thêm để kiếm tiền Bây giờ vào công ty của Quang Bận quá nên không có thời gian để kiếm thêm nữa Nhưng mà sếp tôi thì chỉ nhìn một cái là biết Để khích lệ tôi cố gắng thì cần nói cái gì Đúng là cứ treo giải thưởng là tôi cảm thấy trong lòng bừng bừng khí thế hẳn Tôi sung sướng gật đầu Sau đó theo mọi người vào trong phòng họp để bàn chuyện hợp đồng Xong xuôi màn chào hỏi xã giao cho đầy đủ thủ tục Bên tôi bắt đầu thuyết trình về việc thiết kế nội thất Cho các căn hộ liền kề của đối tác lần này Đầu tiên Quang nói công ty chúng tôi mới thành lập được hơn 2 năm. Nhưng kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực thiết kế nội thất tính đến nay đã gần 5 năm. Trước đây cũng từng nhận một số công trình ở trong nước và ngoài nước. Khách hàng của chúng tôi đa phần thì rất ưng ý bởi vì thiết kế của công ty Việt Quang chú trọng vào việc sáng tạo. Hơn nữa, đội ngũ nhân viên của chúng tôi cũng rất đề cao tinh thần sáng tạo. Một người công ty đối tác lên tiếng hỏi. Xin phép cho hỏi ngoài lề một chút, Trước khi thành lập công ty Việt Quang, anh đã làm việc ở đâu ạ? Tôi vừa học thiết kế nội thất theo diện vừa học vừa làm tại Pháp, trường École Blanc-France, Paris. Lúc đó cũng có tham gia thiết kế một số công trình kiến trúc ở đó. Khi Quang nói xong những lời này, tất cả những người trong phòng họp ai cũng trầm trồ nhìn anh. Lúc đầu tôi tưởng công ty mới thành lập 2 năm, chắc vốn liếng và kinh nghiệm còn ít. Thế nhưng bây giờ nghe Quang nói như thế, tôi mới biết Hóa ra mình nhầm Cái ngành của bọn tôi đi du học thì dễ Nhưng mà để sang Pháp thì lại rất khó Mà còn được một trường danh tiếng là École Bleu nhận Thì lại càng khó hơn Quang học đại học kiến trúc 4 năm Xong còn muốn học và làm thêm ở nước ngoài Để tích lũy kinh nghiệm Nên gần đây mới về nước để mở công ty Thảo nào trình độ của anh hơn hẳn Ông sư phụ ở công ty cũ tôi là phải Tôi ngẩng đầu lên liếc bên đối tác Thế bọn họ hài lòng ra mặt Một vài người còn khen quang Còn ít tuổi mà giỏi quá Từng thiết kế cả một công trình ở nước ngoài Đặc biệt là một đất nước nổi tiếng lãng mạn Và hoa mỹ như Pháp Anh khiêm tốn trả lời từng người một Sau đó lại dẫn dắt họ Quay lại chuyện hợp đồng Quang trình bày về kinh nghiệm của công ty một phần Đến phần thứ hai là việc của tôi Anh Long có một việc Để ghi chép lại Tôi đã chuẩn bị sẵn một bản báo cáo bằng PowerPoint Trước khi đứng dậy Còn lịch sự chào lại bên đối tác một lượt Sau đó giới thiệu bản thân Rồi mới bắt đầu mở slide show Mặc dù đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần Nhưng với đối tác là công ty lớn thế này Tôi vẫn rất run Tôi cầm bút laser Nhìn quanh Sau đó ánh mắt chợt vô thức dừng lại trên người quang Dường như muốn tìm một cử chỉ động viên của anh Để có thể khích lệ tinh thần Mà anh tất nhiên Cũng không làm tôi thất vọng Quang khẽ cười rồi gật đầu một cái Ánh mắt anh sáng lên nhìn tôi giống như muốn nói Cố lên Mà chỉ cần thấy ánh mắt này thôi là tôi đủ tự tin rồi Tôi cũng cười Sau đó quay lại hít sâu một hơi Rồi bắt đầu thuyết trình Hôm đó tôi đã nói rất nhiều Nói về những bản vẽ tôi đã thiết kế Nói về ánh sáng thích hợp cho phòng ngủ Nói về độ toán của phòng bếp Nói về những căn biệt thự liền kề Nên bố trí nội thất bên trong như thế nào Tôi nói không bị vấp một từ Cứ thấy hăng say thuyết trình cho đến khi quay đầu lại Thấy đã kết thúc rồi Mà mọi người bên dưới vẫn yên lặng lắng nghe Bỗng nhiên Cả phòng đang yên ắng xuất hiện tiếng vỗ tay Người bắt đầu là Quang Rồi tiếp theo là anh Long Giờ cả phòng Phó giám đốc bên đối tác đứng dậy nhìn tôi cười Công ty Quang đúng là đề cao tinh thần sáng tạo thật Tôi đánh giá rất cao những bản vẽ này Nếu có thang điểm 10 Kiểu gì cũng chấm hẳn 10 điểm Quang cũng đứng dậy Giờ tay bắt tay phó giám đốc bên đó Tôi thấy bản vẽ này sáng tạo Đặc biệt là còn phù hợp với thiết kế Biệt thự liền kề của công ty Anh nữa Mỗi phòng đều có cửa kính nhìn ra biển Nếu được hoàn thiện theo đúng những bản vẽ này Thì kiểu gì khi hoàn thành xong Tôi cũng sẽ gom góp tiền mua một căn Đến lúc đó tôi sẽ nói với giám đốc Để giảm cho công ty Việt Quang 20% giá trị biệt thự Anh Quang nhất định phải mua đấy nhé Vâng, nhất định ạ Nói chuyện thêm một lúc Ba người chúng tôi ra về Còn bên công ty kia không trả lời ngay Mà hẹn xem xét bản thiết kế Nghiên cứu xong sẽ quyết định Nói là nói thế thôi Nhưng tôi đoán là này 90% là bên kia chịu ký hợp đồng rồi Nếu không thì bọn họ đã chẳng mời công ty tôi tối nay đi ăn để bàn bạc bà kỹ hơn. Thông thường, nếu không đạt được thỏa thuận, thì người ta sẽ trực tiếp từ chối ngay để không làm mất thời gian của nhau. Nhất là với công ty bay từ Hà Nội và tận đây như công ty tôi. Còn nếu đồng ý ký, thì họ vẫn phải làm cao một chút. Không thể vừa xem xong đã nhà lời ngay được. Buổi tối, tôi mặc váy rồi trang điểm sơ qua. Sau đó cùng Quang và anh Long đi đến nhà hàng dự tiệc. Trên xe đến đó Anh Lòng cứ chơi tôi mãi Bình thường không thấy ăn ăn mặc kiểu này Nên không biết em xinh như thế đấy Đi làm cứ mặc đồ công sở cứng nhắc làm gì Sếp có cấm ăn mặc đẹp đâu Mặc thế thì mới xinh được chứ Thôi đi anh Long Anh cứ trêu em Anh nói thật mà Anh phát hiện ra em xinh từ hôm em mới đến công ty rồi Nhưng hôm nay em lên thuyết trình Mới thấy em càng xinh hơn Tối nay còn xinh thêm nữa đây nè. Anh Long có người yêu rồi phải không Hay khen phụ nữ thế này Kiểu gì cũng có kinh nghiệm tán gái đầy mình rồi đấy Ờ chưa Anh làm gì đó có Anh độc thân như sếp mà Em hỏi sếp mà xem Xui. Em không tin qua ngồi bên cạnh tôi Nhìn đường nãy giờ Nghe thế mới lên tiếng Anh độc thân thì đúng Nhưng Long thì mỗi tháng thay người yêu một lần Có khi bây giờ đang trong giai đoạn độc thân Để tìm người mới đấy anh long bị sếp nói thế thì bất bán kêu trời bảo sếp làm lộ hết bí mật của em rồi tôi thì phá lên cười sếp đẹp trai mà còn độc thân em cũng còn lâu mới tin chuẩn chuẩn anh long bị quang trêu ngay lập tức trêu lạ em có biết cái bạn hay đến mang đồ ăn cho sếp không người yêu tin đồn của sếp đấy tình cảm thế mà sếp có bao giờ nhận là mình có người yêu đâu chị yến nhỉ Ừ đấy Người yêu thì đồn đấy Em có thể ai Dám mang đồ ăn cho sếp không Không phải người yêu thì là cái gì Tôi đang định đùa tiếp Thì bên cạnh bỗng nhiên vang lên một câu Quang nói Vớ vẩn Anh nói thế Tôi vành lòng cũng không dám trều nữa Chỉ dám nhìn nhau cười trộm Thực ra tôi cười thế thôi Nhưng trong lòng cũng mong là không phải Tôi rất mong anh không phải là người yêu của Yến Mà chỉ là người mà cô ta theo đuổi thôi như thế thì tôi sẽ không phải là người thứ ba Mà như thế thì ít nhất Quang cũng chưa đụng vào cô ta Hai Không hiểu sao cứ nghe đến chuyện hai người Là người yêu Là tôi lại cảm thấy khó chịu Mười phút sau Xe của chúng tôi dừng trước nhà hàng Đi vào bên trong lại thấy các nhân viên công ty đối tác ngồi chờ sẵn Thế ba người bọn tôi Ai ai cũng niềm nở đứng dậy bắt tay Bữa ăn xã giao thế này Hầu như uống rượu là nhiều Phòng ăn vang lên những tiếng trúc tụng Những âm thanh chạm ly Chẳng mấy chốc Ai cũng ngà ngà cười cười nói nói Phó giám đốc công ty kia Rơi ly rượu về phía tôi rồi nói An hôm nay thiết trình rất hay Anh nghe không bỏ sót từ nào Em đúng là nhân tài đấy Tôi cũng cười Lịch sự và chậm cốc với anh ta Dạ đâu có Công ty em còn nhiều nhân tài lắm Em đi theo anh Quang Lâu ngày nên học hỏi được nhiều thôi ạ. Công nhận, sếp em cũng giỏi. Mà giỏi nhất là tìm được một người vừa xinh vừa khéo như em. Chúc mừng em nhé. Em cảm ơn anh ạ. Xin phép chúc sức khỏe anh. Từ đầu đến giờ tôi uống cũng khá nhiều. Nhưng phó giám đốc chúc tôi cũng không dám từ chối mà ngửa cổ uống cạn. Uống xong còn dơ ly chống lên lắc lắc. Anh ta thấy thế thì càng cười thít mắt và tiếp tục nói. Chúc sức khỏe thì phải chúc thêm một chén nữa chứ. Không chúc mừng công việc, cảm chúc sức khỏe được, uống thêm một ly nữa. Vâng. Tôi lại rót ra rồi uống tiếp. Xong anh ta viện đủ lý do để bắt tôi uống, tiếp xong người này lại tiếp đến người kia. Đến gần cuối tiệc thì đầu óc tôi bắt đầu quay mòng mòng. Đang ngồi bỗng nhiên một ly nước chanh đá đã đến trước mặt. Tôi quay sang thích quang đang nhìn mình. Hình như anh cũng uống nhiều. Nên trong mặt hơi tái Anh nhỏ giọng bảo tôi Em uống cái này đi cho đỡ say Uống rượu nấy thôi nhá Anh thấy em mệt rồi Tôi bưng cốc chanh lên Dè dạt hỏi anh Anh cũng uống nhiều rồi phải không Anh uống đi rồi em uống Em uống đi Bình thường đang uống rượu tiếp khách Không ai uống nước chanh cả Thế mà không hiểu anh kiếm được ở đâu ly nước chanh nhiều đá thế này Khoảng mùi rượu tranh thủ mấy ông kia đang đi sang bàn khác chúc rượu đưa cho tôi. Tôi không dám cãi lời anh nữa mà cầm lên uống. Xong còn để lại một nửa cốc cho anh. Tôi gánh tay nói nhỏ. Anh uống nhanh lên. Không mấy anh kia quay lại đấy. Em uống thế đủ rồi. Người quang rất thơm. Thoang thoảng mùi rượu lẫn mùi nước hoa nhè nhẹ. Hương cam thì phải. Nghe tôi nói thế. Anh khẽ cười. Dơ tay cầm lấy cốc nước chanh trên tay tôi không để ý cốc chung mà đưa lên miệng uống xong xuôi anh không đưa lại cho tôi mà cẩn thận cốc cốc đi anh say chưa chưa vẫn còn uống được em say chưa chưa em vẫn còn uống được nói xong cả hai chúng tôi nhìn nhau cười lúc mấy ông bên công ty đối tác quay về lại ra sức chúc rượu cuối cùng sau khi gần tàn tiệc Giám đốc công ty kia mới nói rất hài lòng về thiết kế hội thi tôi Đồng ý ký hợp đồng Hy vọng hợp tác thuận lợi với công ty Việt Quang Khỏi phải nói Ba người chúng tôi vui như thế nào Nhất là anh Long Cứ thay mặt Xếp chúc hết trái này Đến trên khác Sau khi tàn tiệc thì cũng gục luôn Không thể tự bò về được Tôi với quan bắt taxi Lôi kéo mãi anh Long mới lên được xe Sau đó quay về khách sạn Sau khi đưa ông ấy lên phòng an toàn Lúc quay ra Quang mới hỏi tôi Đợi anh một tí Anh đi mua thuốc giải rượu cho Uống nhiều mệt lắm Thôi Em không say lắm mà Anh cũng uống nhiều Anh cứ nghỉ đi Hôm nay ký được hợp đồng lớn nên vui Anh không sai đâu Em cứ vào trong phòng ngồi đi Anh đi mua thuốc vĩ đồ Tí về anh gọi Quý vị và các bạn thân mến Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Trả thù người đã từng thương của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và quý vị đừng quên là để theo dõi được tập 5 một cách sớm nhất, hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube chị Dọng để có thể lắng nghe được vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những số radio tiếp theo trên kênh YouTube chị Dọc.